Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách thay nền trong Photoshop bằng Pen Tool. Các cái nền mà đơn giản thì thường là các bạn sẽ sử dụng cái Select này and Mask, nhưng mà những cái nền mà mình làm cho ảnh cưới hay là ảnh gia đình thì nó đòi hỏi là cái kỹ thuật nó cao hơn, độ chính xác cao hơn. Nếu mà các bạn mà sử dụng bằng cái Select and Mask này thì bao giờ các cái đường biên này thì thường nó sẽ không được đẹp. Thì là các bạn mà làm những ảnh mà chuyên nghiệp ấy thì bắt buộc là các bạn phải sử dụng bằng cái pen tool. Đây, bằng pen tool này thì là mình sẽ cắt cắt chích các bạn nhé. Những cái đơn giản này thì là các bạn sẽ sử dụng luôn cái Magic Wand Tool này. Đây. Việc đầu tiên thì các bạn sẽ nhân đôi cái layer này lên giúp mình. Đấy, bao giờ các bạn kinh nghiệm nha, bao giờ các bạn cũng phải giữ lại cái background gốc như này. Phòng khi là bị hỏng hay là bị lỗi gì đấy thì mình còn có cái layer gốc này nha. Đấy, mình nhân đôi nó lên và bây giờ mình sẽ lấy một cái background phim trường hoặc là một cái background nội thất gì đấy. Và một cái lưu ý nữa nhá, thì là các bạn sẽ lưu lại cái PSD trong cho mình, phòng khi mà khách họ không thích thì là mình sẽ thay được sang cái nền khác. Giờ đây mình sẽ những cái này mình sử dụng luôn bằng cái Magic Wand Tool này. Ok, mình chỉnh Feather nhé, Feather bằng 0.7 thôi, đen 2 lần. Đấy, các bạn thấy chưa? Ok, còn các cái đường biên như này thì mình sẽ sử dụng bằng Pen Tool nhé. Đây, Pen Tool này, cắt này. Các bạn lưu ý nhé, các bạn cắt ở trong cái đường biên này, trong cái vùng chủ thể này, váy này. Các bạn nếu mà cắt ra ngoài đây này thì nó sẽ là bị lem lem nhem. Đấy, bạn bấm đây vào các bạn kéo. Bạn nào mà mới làm Photoshop thì là thường là đầu thì tay nó sẽ hơi cứng, nó sẽ chưa được dẻo lắm, nhưng mà các bạn nào mà cắt quen rồi thì là đảm bảo là cắt cũng rất là nhanh. Đấy, mình có thể mình điều chỉnh nha, mình cắt chưa chính xác thì mình có thể là điều chỉnh này. Bạn cứ zoom to lên cắt cho nó chính xác. Đến cái vùng tóc nha, mình sẽ bỏ qua, tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lọc tóc sau. Cái vùng mặt này các bạn sẽ cắt giúp mình thật là chính xác nhé, để các cái vùng mặt này, chân tay này thì nó cần cái độ chính xác cao hơn là quần áo. Bạn cứ bấm vào đây các bạn kéo này. Đấy, các bạn kéo này. Rồi, ok. Sau đó các bạn khoanh nhà vòng tròn này. Đấy, đến đây các bạn bấm giúp mình là phím là Ctrl Enter. Đấy, nó sẽ lên một cái đường tròn như này. Các bạn bấm Ctrl Alt D này. Để Feather nhá. Feather bằng 0.7 đúng mình. Feather tức là cái cạnh này. Đấy, các bạn đen đi này, nhìn cái cạnh nó mềm này. Đấy. Và bây giờ các bạn là bấm phím đen đi nhá, đen đi. Tiếp theo những cái này thì nó đơn giản rồi, thì các bạn sử dụng luôn cái Magic Wand Tool này. Đấy.
đen đen hai lần giúp mình nhá, thì nó sẽ ăn sâu vào trong cái ảnh hơn. Đấy, các cái này đây, ví dụ như cái này nó bị lem vào này, lem vào cạnh này, thì các bạn sẽ dùng pen tool này các bạn, rồi control enter này, control alt cộng enter đấy, nó sẽ trừ ra đây, các bạn thấy nó trừ ra đúng không? Đấy, cái này vậy. Hoặc là một cách dùng nữa là các bạn dùng luôn cái phím L này, lasso tool này, đấy các bạn giữ alt này, các bạn trừ nó ra. Nhưng cái này thì độ chính xác thì nó sẽ không được cao lắm. Control alt D này, đen hai lần. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó hết cái đường biên đi. Tiếp theo nữa, đến cái chỗ này. Đen hai lần nhá, đen hai lần. Tiếp theo để đến cái chỗ mà lọc tóc này. Lọc tóc này thì mình cứ hướng dẫn các bạn là lọc từng bên một nhá. Đây bây giờ các bạn là dùng cái phím M này, Rectangular này, Marquee. Đây các bạn khoanh vào chú rể này, khoanh vào vùng tóc chú rể này. Bạn bấm Ctrl Z để nhân đôi cái vùng tóc này lên. Đấy, và các bạn kéo cái layer 3 này nó xuống cái layer 1 này. Rồi. Ở đây thì các bạn là sẽ là để giúp mình cái layer 3 này, các bạn sẽ để là Multiply này. File này. Và bây giờ các bạn tắt thì các bạn nhìn thấy như này này. Đấy. Các bạn bấm Ctrl U lên nhá. Những cái nền màu như này nó bao giờ nó thay nó sẽ khó hơn là các cái nền trắng hoặc là nền màu xám màu ghi. Rồi các bạn chọn ở đây giúp mình và các bạn trừ cái màu này đi. Đấy, trừ đi. Bạn kéo line lên lên giúp mình một tí được này. Ok, và các bạn bấm Ctrl L cao. Đây, các bạn tích vào cái trừ này đi. Tích vào cái vòng viền này đấy, bây giờ là nó sẽ tự động nó lọc nhá, lọc cái tóc cực kỳ đẹp. Và không mất một sợi tóc nào các bạn nhé. Rồi, bây giờ các bạn bật lên và các bạn xóa cái background đi là xong. Cách này là chính xác và tốt nhất làm từ xưa đến giờ luôn. Thì giờ đây các bạn đen đi. Đấy các bạn thấy chưa? Không mất một sợi tóc này nha. Và nếu bây giờ chỗ nào mà nó còn dính lại một chút phông lên ấy, thì các bạn sẽ dùng cái tẩy này. Và các bạn tẩy bôi vào cái đường viền nha. Rồi. Ok. Đấy, tiếp theo đến sang bên cô dâu thì các bạn cũng sẽ làm là như vậy. Các bạn khoanh này. Đấy. Và các bạn cần chôn gì này, các bạn kéo cái layer 4 này xuống này. Đấy, và bây giờ là các bạn sẽ nhìn thấy này, cái layer này, và các bạn cũng sẽ chọn là multiply thôi, cần chôn u rồi, ok. Các bạn bật tiếp level lên này. Ở đây là cái vùng tóc này nó đang là bị trừ nhiều quá, đang bị nâng sáng lên nhiều quá, thì các bạn sẽ dìm tối này xuống giúp mình nhá. Đấy, dìm tối xuống này, rồi tạo nên tương phản một chút. Đấy, đến cái đoạn này các bạn xử lý thật khéo léo nhá, không có là sẽ không không tách được đâu. Rồi, ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ khóa cái đường phông background đi. Các bạn lưu ý này, nó sẽ bị ám vào phông một chút nhá. Cái phông này nó ám vào ảnh này. Đấy, thì là mình phải xử lý thật là khéo léo.
chỗ nào mà nó bị dính cái phông hồng vào này thì là các bạn có thể là khoanh vùng riêng ra và các bạn trừ nhẹ đi một chút. À, mình sẽ dùng tẩy này. Đấy, các bạn tẩy nhẹ đi nhá. Opacity thì các bạn có thể là giảm xuống một chút. Ok. Và bây giờ các bạn sẽ new Ctrl S này. Các bạn new cho mình một cái file tên là PSD. Đấy, định dạng là PSD nhá. Phòng khi nếu mà sau này mà râu rẻ này, khách họ không thích cái lens này thì các bạn có thể là thay một cái lens khác bất kỳ vào. Bạn thay một cái lens khác bất kỳ vào này. Rồi. Nó sẽ không ảnh hưởng gì nhá. Đây, mình thích cái lên này, vậy mình cho vào. Đây, tùy các bạn nhá. Đây là cái phương pháp tách nền mình sử dụng thường xuyên cho khách hàng, thì là các bạn tham khảo, thì có gì thì để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn thành công.